Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự tối nay với các nội dung quan trọng khác. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đến thăm động viên các cơ sở y tế trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2023. Đến thăm Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến chia sẻ về sự vất vả của cán bộ ngành tâm thần trong công tác điều trị cho bệnh nhân. Phó Chủ tịch đánh giá cao đóng góp của bệnh viện trong việc chung tay cùng công tác y tế của thành phố, đặc biệt là góp phần rất tốt trong công tác an ninh trật tự và an sinh xã hội trên địa bàn. Phó Chủ tịch cũng đề nghị Sở Y tế phối hợp với các đơn vị xử lý vấn đề liên quan đến bệnh viện. Dịp này, Phó Chủ tịch chúc tập thể bệnh viện mạnh khỏe, nhiệt huyết để cống hiến phục vụ cho bệnh nhân, để Đà Nẵng ngày càng phát triển. Lãnh đạo bệnh viện cũng chân thành cảm ơn lãnh đạo thành phố đã quan tâm động viên lực lượng. Đến thăm trạm y tế phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến ân cần hỏi thăm tình hình hoạt động của cơ sở cũng như đội ngũ y tế đang làm việc tại đây, chia sẻ những khó khăn áp lực của cơ sở trong thời điểm dịch COVID-19 và đánh giá cao sự đóng góp của cơ sở vì sức khỏe cộng đồng. Phó Chủ tịch mong muốn cơ sở sẽ vượt qua những khó khăn trong thời gian đến, tiếp tục phát triển chung tay cùng thành phố chăm lo sức khỏe cho bệnh nhân.